kính chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Đoàn Anh, hiện công tác ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình hôm nay, tôi muốn trao đổi với quý vị khán giả về vấn đề hóc dị vật đường thở ở người lớn và trẻ em. Ở cái vùng cổ của mình nó sẽ có hai đường, đó là đường tiêu hóa và đường thở. Khi chúng ta nuốt thì cái đường thở sẽ che chắn bởi cái nắp thanh môn và mình sẽ không có việc nuốt cái vật đó vào cái đường thở. Và khi chúng ta thở thì ngược lại cái đường tiêu hóa cũng sẽ được đè xẹp để cái không khí nó đi vào phổi. Thì hóc dị vật xảy ra khi mà đồ ăn, thức uống hoặc bất kể dị vật gì trong vùng họng nó rớt vào đường thở chứ nó không rớt vào đường tiêu hóa. Ở trẻ em thì dị vật thường gặp nhất đó là đồ ăn và sữa. Ở trẻ lớn xíu có thể những cái đồ ăn mà bé đang dặm, cháo hoặc là cái đồ ăn trái cây hay gì đó, thường khi mà bé nuốt hay gì đó nó cũng sẽ vào đường tiêu hóa thôi, nhưng mà vì lý do gì đó mà cái đồ ăn thức uống nó là sẽ vào cái đường thở. Hóc dị vật đường thở nó cũng sẽ chia ra hai vấn đề, đó là sau khi hóc dị vật bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, bệnh nhân không có siêu hấp, đó là mình vô bệnh viện để mình bác sĩ thăm khám và bác sĩ sẽ có hướng can thiệp để lấy cái dị vật đó ra. Trường hợp thứ hai đó là bệnh nhân có kèm theo siêu hấp và dọa ngưng tim, thì cái đó mình phải xử trí ngay từ ban đầu ở tại hiện trường cho nhanh và kịp thời. Hôm nay bác sĩ sẽ hướng dẫn quý vị cách sơ cứu một bé bị hóc dị vật đường thở. Tôi sẽ hướng dẫn cách để mình hỗ trợ bé lấy dị vật ra. Tuyệt đối mình sẽ không dùng tay để đưa tay vào miệng bé để cố gắng moi móc dị vật, thì cái việc đó sẽ không tốt cho bé. Thứ hai là cái việc moi móc bầm như vậy đó, nguy cơ mình sẽ đẩy cái dị vật nó vào sâu thêm. Khi mà bé bị hóc dị vật thường bé sẽ quấy khóc rất là dữ ha. Mình sẽ tạm thời mình ôm bé vào lòng ha, dỗ dành một tí ha. Sau đó mình ôm bé bằng cái tay không thuận của mình ha. Và kèm theo mình giữ cái vùng cằm của bé ha. Để mục đích của mình là giữ cái đường thở cho bé, cho nó trong quá trình mình làm cái thủ thuật. Thứ hai mình sẽ để cho bé nằm hơi nghiêng người xuống phía dưới một chút. Sau đó mình sẽ xác định cái vị trí để mình vỗ lưng cho bé. Thì thường thường cái vị trí mà người ta phải vỗ lưng cho bé là sẽ hai cái bả vai của bé. Thì mình sẽ dùng cái tay ha, ấn vô cái vùng giữa hai bả vai đó, và cái hướng của mình là sẽ hướng xuống dưới và về phía gáy của bé. Thì mình sẽ vỗ nó 5 lần. Thì cái việc động tác này mình phải làm dứt khoát ha. Thì trong quá trình đó mình sẽ quan sát bé ha, nếu bé hồng hào trở lại hoặc là bé dị vật ra được rồi đó thì mình tạm thời cho bé nghỉ ngơi thôi. Còn nếu như sau 5 lần ấn như vậy mà bé không có ho khạc được hoặc là không có lấy dị vật ra được á, thì bắt đầu mình xoay trở bé lại, mình ẵm cho bé tư thế này. Mình nhìn khoang miệng, nếu như dị vật này mà dễ dàng lấy ra được á, ở vùng miệng thì mình lấy ra. Còn nếu như mà mình không thấy hoặc là thấy phía sau thì mình tạm thời mình không lấy cái tay vào để mình moi móc dị vật ra. Thì lúc đó bé quấy khóc này nọ, nguy cơ bé sẽ hít sặc vô ngược trở lại. Sau đó ở tư thế này thì bắt đầu mình cũng sẽ ấn vùng ngực của bé ha. Mình có thể dùng hai ngón tay ha, ấn ở vùng hai núm vú này, ở ngay xương ức ha. Mình ấn cũng 5 cái ha, dứt khoát, mạnh dứt khoát ha. 2, 3, 4, 5. Thì mình sẽ lặp lại cái động tác này sau khi mà bệnh nhân với cái bé không có ho được dị vật ra. Và mình sẽ lặp lại cái động tác đó ở tư thế tầm sắp như nãy, mình cứ luân chuyển cái tư thế đó liên tục đến khi nào lấy dị vật ra. Thì trong quá trình mình lấy dị vật như vậy đó thì bé có thể cải thiện hơn, có vẻ là bé lấy dị vật ra được. Còn nếu mà bé chuyển biến nặng, siêu hô hấp, ngưng tim gì đó thì mình sẽ tiến hành hồi sức tim phổi bằng cách ép tim ngoài lồng ngực. Vì trong quá trình mà mình làm thủ thuật đó mình phải hô hào lên những người xung quanh để người ta gọi nhân viên y tế tới kịp lúc. Tránh trường hợp là bé trong tình trạng tím tái ngưng tim mà mình ôm bé vào bệnh viện thì cái đó mình sẽ vô tình làm cho bé nặng hơn khi mà mình không được sơ cứu ngay từ ban đầu. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cách xử trí ban đầu của bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân người trưởng thành và em bé mà lớn xíu, có nghĩa mình không có thực hiện được cái thao tác như hồi nãy ở trên tay. Thì đầu tiên thì cũng như Nhi ha,
bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng về cái hội chứng xâm nhập, có nghĩa bệnh nhân ho sặc sụa hoặc là ôm vùng cổ hoặc cảm giác vướng vùng cổ hoặc ôm vùng cổ, và bệnh nhân thường chỉ vào vùng cổ ha, thì cái đó bắt đầu mình thấy là có chuyện hóc dục. Tại thời điểm đó hầu như bệnh nhân sẽ không có nói được với mình, tại cái đó đã vào đường thở rồi ha. Thì ở tình trạng đó ha, thì mình lại ha, mình quan sát bệnh nhân, nếu bệnh nhân còn thở tốt, vẫn còn đang thở và đang kích thích nhưng mà vẫn đang ho sặc sụa rất là nhiều, thì mình chỉ hướng dẫn cho bệnh nhân ha, hướng về phía trước một chút ha, và để cho bệnh nhân ho tự nhiên. Nếu bệnh nhân ho được dị vật ra thì thôi, mình không làm gì thêm hết. Còn nếu trong tình trạng mà bệnh nhân không ho được, ở tình trạng mà nếu mà tắc mà nó nặng á, bệnh nhân không thể tự ho được, thì bắt đầu mình sẽ dùng cái thủ thuật Helix cho bệnh nhân. Mục đích cái thủ thuật Helix đó để tạo một áp lực dương trong lồng ngực một cách đột ngột để mình tống cái dị vật đường thở ra. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cách làm thủ thuật Helix cho bệnh nhân. Đầu tiên chúng ta nếu được ha, mình sẽ áo này nọ mình lấy cho nó thông thoáng hơn một chút ha, để rộng cái vùng để mình làm ha. Còn nếu không được thì không sao ha. Thứ hai là mình cho bệnh nhân đứng ha, đứng theo trước mình ha, và mình dùng cái tay ha, dùng cái tay tạo thành một nắm đấm ha. Thì cái vị trí mà để đặt nắm đấm á, thì mình ở phía dưới xương ức ha, và mình ép mạnh vào. Thứ nhất mình ép theo hướng nào, hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên ha, và cứ như là hơi dốc về phía lên một chút và hướng vào trong ha. Thì mình cái động tác mình cũng sẽ làm dứt khoát ha, và mạnh ha, mình sốc mạnh lên ha. Mình sẽ ép đến khi nào mà dị vật cái đường thở nó được giải quyết, hoặc là mình sẽ ngưng cái biện pháp Helix khi bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim, thì mình sẽ tiến hành hồi sinh tim phổi cơ bản ngay tại hiện trường. Và trong quá trình tất cả làm gì mà ban đầu á, mình nên hô hào lên ha, để cho những người xung quanh người ta báo nhân viên y tế. Đấy, nhưng mà trong thời gian đó mình cũng sẽ làm những cái sơ cứu ban đầu đó, mục đích là để cứu mạng bệnh nhân nếu cứu được. Còn nếu mình không làm gì hết, nhiều khả năng bệnh nhân sẽ tử vong trước khi nhân viên y tế tới. Vừa rồi quý vị đã xem cách hướng dẫn sơ cứu ban đầu của bệnh nhân hóc dị vật. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.